Messi thi đấu trận mở màn vòng loại World Cup 2026. Vòng loại World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào đầu tháng 9 tới với các trận đấu ở khu vực Nam Mỹ. Messi và các đồng đội ở đội tuyển Argentina sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp đội tuyển Ecuador ngày 7 tháng 9. FIFA vừa ra thông báo về lịch thi đấu của vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Theo đó, các trận đấu đầu tiên sẽ được tổ chức ngay trong tháng 9 năm 2023. Điều này đồng nghĩa Nam Mỹ cũng là khu vực đầu tiên trên thế giới bắt đầu hành trình tại vòng loại World Cup 2026. 10 đội bóng ở khu vực Nam Mỹ sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, tổng cộng 18 lượt trận để tính điểm xếp hạng. Chọn ra 6 đội dẫn đầu giành vé đến với vòng chung kết vào năm 2026. Đội xếp hạng 7 sẽ giành quyền đá vòng lay vòng liên lục địa. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thể thức này của vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ khiến các trận đấu trở nên kém hấp dẫn bởi tỷ lệ các đội có vé đến vòng chung kết quá cao, 70% đội bóng tham dự có cơ hội giành vé. Với tư cách là đương kim vô địch World Cup, Messi và các đồng đội ở đội tuyển Argentina sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp đội tuyển Ecuador ngày 7 tháng 9 trên sân nhà ở Buenos Aires. Sau đó đến ngày 12 tháng 9, M10 sẽ cùng đội tuyển Argentina có chuyến làm khách đến sân của Bolivia. Đáng chú ý, trong thời gian vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ khởi tranh, giải đấu MLS vẫn diễn ra nên Messi sẽ phải bỏ lỡ một vài trận đấu của câu lạc bộ Inter Miami.